Nên chúng ta sẽ tiếp tục cái hệ của khói chớp. Trước mình cũng đã làm khói chớp. Cái khói chớp của tuần trước thì nhắc lại để cho các em phân biệt được các dạng hình chớp thường gặp của mình nhé. Để đọc đề và sau này mình còn phân biệt được dạng đầu tiên á, dạng đầu tiên mà người ta nói tới á, đó là cái dạng mà chớp có cạnh bên vuông góc mặt đáy. Đó là cái dạng này là đề bài sẽ cho chúng ta luôn là SA vuông với đáy. Đây là dạng dễ và hay gặp nhất, hay gặp nhất. Đó là dạng SA vuông góc, cạnh bên SA vuông góc là hay gặp nhất. Rồi sau đó chúng ta đã qua cái dạng kế tiếp, đó là dạng chớp đều. Chớp đều chúng ta có tìm hiểu ba cái thôi. Thứ nhất là chớp tam giác đều. Chớp tam giác đều. Rồi sau đó đặc biệt của chớp tam giác đều đó là tứ diện đều. Hết tứ diện đều xong là chúng ta đã qua thêm cái nữa là chớp tứ giác đều. Đó là cái tuần trước mình làm việc vẽ này. Mà trong cái chớp đều chúng ta nhớ đó là chính là SO vuông góc. SO vuông góc ABC hoặc là ABCD gì đó, tùy vào cái đáy. Và cái đáy nó sẽ là tam giác đều hoặc là hình vuông. Chớp tam giác đều thì đáy là tam giác đều, còn chớp tứ giác đều thì đáy là hình vuông. Đó là tuần trước chúng ta làm vậy này, đã làm được tới câu 35 rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái dạng số 3. Chúng ta qua cái dạng số 3 nè. Cái dạng số 3 là cái dạng chớp. Chớp mà có mặt bên vuông góc mặt đấy. Nó đọc vào đề bài chúng ta sẽ không thấy được cái dữ kiện SA vuông góc, cũng không có cái dữ kiện chớp chớp đều, mà chỉ có cái dữ kiện là gì, có một cái mặt phẳng vuông góc với mặt đáy, có một cái mặt phẳng vuông góc với mặt đáy. Và chúng ta sẽ tiến hành tìm hiểu về cái dạng này. Thì muốn làm cái đó thì nhắc lại cái hệ quả này một chút để cho các em nhớ cái hệ quả này, tại vì cái hệ quả này chúng ta sẽ sử dụng trực tiếp vào cái bài của mình. Hệ quả này nó bảo như sau, có nghĩa là sẽ có hai mặt phẳng vuông góc có trước nha, hai mặt phẳng này vuông góc có trước, và sau đó hai mặt này có một cái giao tuyến là cái đường D này nè, giao tuyến. Sau đó có một cái cạnh cạnh nằm trong mặt thứ nhất. Nhớ kỹ nha, cạnh nằm trong mặt thứ nhất. Đây nè, một cái cạnh nằm trong mặt thứ nhất vuông góc với giao tuyến. Vuông với giao tuyến thì nó sẽ vuông với cái mặt thứ hai. Một cái đường nằm trong mặt thứ nhất vuông với giao tuyến thì sẽ vuông với mặt thứ hai. Đó, nhớ kỹ cái này như này. Nên là cái dạng toán này nè, chúng ta đọc lên chúng ta sẽ thấy là hai mặt vuông góc, và cái đầu tiên chúng ta phải xác định đó là giao tuyến là cái gì. Ngay lập tức phải xác định giao tuyến. Nhớ cái dạng này nha, dạng này là dạng số 3 của mình. Mình sẽ lấy ví dụ này luôn, em ghi vào bài luôn em. Hướng dẫn lại từ cách vẽ hình, em lấy một tí hết. Ta sẽ tóm tắt lại nè, tóm tắt lại đầu tiên là mình có cái hình chớp. Mình phải để ý hết tất cả những cái dữ kiện chớp của chúng ta nè. Đầu tiên là cái đáy là cái gì? Đó, để ý là đáy là tam giác vuông cân, đó là A, B, C vuông cân. Vừa vuông mà vừa cân. Tại B. Có AB bằng A. Nhớ nha, vừa vuông vừa cân. Tiếp theo mình đọc, mình sẽ không thấy được cái chữ SA vuông với đáy, sẽ không có cái SA vuông với đáy. Mà nó chỉ có cái chuyện nè, nó ghi rất là rõ là tam giác SAC cân tại S.
tam giác SAC cân tại S đồng thời nè nằm trong mặt phẳng đó, có nằm trong mặt phẳng vuông với đáy, nhớ kỹ cái đó cho thầy. SAC cân nha, SAC cân tại S đồng thời SAC vuông với đáy. Rồi giờ chúng ta bắt đầu vẽ hình nè. Muốn vẽ hình được thì chúng ta phải xác định được giao tuyến của hai mặt này là cái gì. Nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy được giao tuyến ngay lập tức. Mình phải xác định giao tuyến của hai mặt phẳng vuông góc này. Giao tuyến này chính là cạnh AC. Giao tuyến này là cạnh AC nên giờ vẽ hình chúng ta sẽ vẽ như sau. Đây thì không dùng thước nhé, thì dùng tay dùng cho nhanh. A, B, C. Nếu như mà đề bài cho SA vuông góc thì mình lấy từ điểm A mình dựng thẳng đứng lên được chiều cao. Nhưng mà bài này không cho SA vuông góc, nhớ kỹ cho thầy nha. Mà giao tuyến bây giờ là AC nè. Giao tuyến bây giờ là AC thì chúng ta sẽ lấy cái trung điểm của AC, lấy cái trung điểm H của AC. Lấy cái trung điểm H này, từ trung điểm H này chúng ta dựng thẳng đứng lên. Chúng ta được cái điểm S ở đây. Từ đó chúng ta nối ra SA, SB, SC. Tại sao ở đây cái H nó là trung điểm của AC? Để chúng ta tận dụng được một cái chuyện quan trọng là trong tam giác cân á, trong tam giác cân thì đường trung tuyến SH cũng là đường cao luôn. Và cái chuyện mà trung điểm nó hay xuất hiện ở tam giác cân nè, tam giác đều nè, để tận dụng cái tính chất là trung tuyến cũng là đường cao nha. Đó, rồi từ S thì chúng ta nói ra. Cách vẽ hình rất là quan trọng. Mỗi dạng nó có cách vẽ riêng, chớp đều vẽ riêng, chớp mặt bên vuông với mặt đáy vẽ riêng. Đó là giờ sau khi vẽ xong rồi á, vẽ xong rồi ta bắt đầu mới quay lại thì cái thể tích của mình vẫn là gì, 1/3 diện tích đáy nhân chiều cao, 1/3 đáy nhân chiều cao. Bây giờ S đáy chính là diện tích của tam giác ABC, còn chiều cao bây giờ chính là cái đường SH á, SH bây giờ chính là chiều cao. Tại vì SH nó vuông với đáy. Chỉ là tập trung vào chúng ta tính hai chuyện thôi. Cứ một là diện tích đáy, hai là chiều cao. Tính được cái nào trước thì cứ tính. Bây giờ chúng ta sẽ tính diện tích trước, tại vì nhìn vào đây mình tính được diện tích. Tam giác này người ta bảo là tam giác ABC này vuông cân tại B. Đây, vuông cân. Vuông cân tại B, biết AB bằng A. Vậy AB có thì tương ứng BC cũng có, tại nó cân mà. Thì diện tích tam giác vuông, em phải nhớ cho kỹ các công thức tính diện tích tam giác. Thì có tam giác vuông, có tam giác đều, có tam giác biết ba cạnh, tam giác biết hai cạnh một góc. Chúng ta phải sử dụng cho nó đúng cái công thức cho từng cái tội tam giác. Ở đây là tam giác vuông tại B thì chúng ta sẽ lấy là 1/2 BA với BC, 1/2 BA với BC ráp lại thôi. Hai cái này đều là cạnh A hết, A nhân A là A bình phương. Đó, vậy là 1/2 A bình phương. Vậy là xong cái diện tích. Bây giờ vấn đề kế tiếp chúng ta xử lý đó chính là tìm cái chiều cao. Chiều cao là SH thì chắc chắn nó phải liên quan tới cái dữ kiện người ta cho, đó chính là cái góc. Góc của SB nè, góc của SB và ABC 45 độ. Góc của SB và ABC. Bây giờ điểm chung đường với mặt là phải có điểm chung là điểm B.
nhìn cái tên là mình thấy là điểm chung là điểm B, nên cái góc á mà mặt này lại là mặt đáy nữa nên nó dễ lắm, sẽ là góc SB rồi nối vào một cái chỗ nào đó nữa. Ta sẽ nối vào đâu vậy Khang? Đâu SB gì? SB SB nào Khang? đâu ác Đúng rồi, SB ha. Tại sao chúng ta không nói vào những chỗ khác? Tại vì đề cho SH vuông góc nên chúng ta sẽ nối vào SBH mà không phải nối vào SBA, cũng không phải vào SBC. Vuông cái mặt đáy là dễ lắm rồi đó. Trong đây nữa mà sẽ có góc này. Góc này đề cho là góc 45 độ. Đó, mình làm tới đâu mình ký hiệu vào tới đó luôn. Chúng ta lại quay về cái chuyện quen thuộc là tiếp tục dùng tan. Tan của 45, tan bằng đối. Đối nè. Đối là SH, kề là BH. Tan bằng đối chia kề. Tan của 45 độ nè. Đối là đối diện. Đối diện chính là cái đường cao SH của mình đó. Kề là kế bên. 45 thì cái kề chính là cái BH. Vậy thì đây chúng ta sẽ suy ra được SH là SH sẽ bằng cái BH bên dưới này nhân lên. SH bằng BH nhân cho tan 45. Vậy là phát sinh cái chuyện là phải đi tìm BH. Đó, bây giờ BH mình sẽ tính làm sao? Mình phải suy nghĩ như vậy, cứ tính anh này lại nó phát sinh anh BH, thì giờ BH tính như thế nào? Nó suy luận đi từ như vậy á. Các bạn nào có ý tưởng nào tính BH không? Anh Như có ý tưởng tính BH không Như? Dạ dùng Pitago trong tam giác BHC. BHC. BHC em sẽ có được cái nào với cái nào? Dạ em có được BH rồi, còn nếu HC thì phải dùng Pitago trong tam giác ABC để tính được AC, còn HC sẽ bằng AC chia 2. Tốt, đó là một cách tính. Thật sự là cái này có nhiều cách để tính đó, bạn Như đã đưa ra một cách tính như vậy là tốt và rất là tốt. Ngoài ra mình còn nhiều cách tính lắm. Cái quan trọng của chúng ta là chúng ta có thuộc được cái anh Pythagore với cái những cái hệ thức lượng trong tam giác vuông thôi. Nhưng mà thầy có lời khuyên như thế này, nếu mà ban đầu chúng ta chưa có ổn về hệ thức lượng á, thì chúng ta có thể vẽ riêng cái đáy, vẽ riêng cái đáy ra thôi. Là chúng ta sẽ tính được tất cả những cái gì liên quan tới đấy. Thì sau này nếu mà người ta có cho tam giác đều, cho tam giác gì đó mà mình nhìn vào cái hình không gian mình nhìn không nổi, mình chưa quen, mình cảm thấy là nhìn vào đây mình không biết cách tính như thế nào hết, thì mình có thể vẽ riêng cái đấy. Và đặc biệt nó sẽ phát huy rất là tốt, ví dụ như những cái hình rất là lạ như là hình than, hình thoi này nọ. Còn khi nào mình quen thì mình nhìn thẳng vào đây luôn, còn giờ chưa quen thì ok cứ vẽ ra. Thì đang làm với cái động thái là mình chưa quen, nó cứ vẽ riêng cái đấy. Cái đấy là tam giác ABC vuông cân nha, vuông cân. Vẽ lại. Khi vẽ riêng thì chúng ta sẽ vẽ nó chính xác AB bằng BC. H là trung điểm AC. Đó. Vẽ ra như thế này là em sẽ có nhiều cách để tính cái anh BH này lắm. BH này nè, BH này hồi nãy giống như bạn Như nói là có thể tính Pythagore vào BHC, hoặc là thầy có thể tính theo kiểu là BH bằng 1 phần 2 AC cũng được đó. Tại sao BH bằng 1 phần 2 AC? Có ai thấy được chuyện này không? Cái này là tính chất, này là mở ngoặc ra nè. Trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền. Nó chỉ đúng cho tam giác vuông thôi nha. Trung tuyến ứng cạnh huyền. Bằng nửa cạnh huyền. Vậy AC mình có thể làm cũng rất là nhanh thôi. Đây là một cách tính nữa nha, thầy để thầy đa dạng cho em thôi. 1 phần 2 nè. AC là căn. Căn của gì? AB bình với BC bình. AB bình
C bình căn A B là A nè, B C cũng A nè. Bạn nào quen nhẩm rồi thì tốt, còn bạn nào không quen thì lấy máy tính bấm, cho lấy máy tính bấm luôn, tại vì sẽ có bạn tự tin về phần tính toán, các bạn không tự tin. Bạn nào mà tính được bình thường thì cứ tính, còn đây là thầy đang tính để cho một số bạn không biết cách để xử lý mấy cái căn này. Hiện ta cứ cho A là một thôi. À, bấm luôn nha, 1 phần 2 ngoài luôn đi, 1 phần 2 nhân cho căn A xem như là 1. Đó, thì được căn 2 chia 2. Còn A bình lấy căn là A. Vậy là sau khi thầy có pH rồi thì sẽ ráp cái pH này ngược trở lên trên chỗ này nè, trên chỗ tan hồi nãy của mình nè. Hồi nãy mình đang bí cái pH, giờ mình có rồi nè. Tan 45 là 1. Thấy máy tính bấm sẽ thấy tan 45 độ là 1. Tan của 45. Nếu mà em bấm mà nó không ra 1 thì chúng ta để ý lại cái đơn vị. Thì nó là chỉnh đơn vị lại thôi. Đó, ra 1. Thì cái đó nó cũng ra được là A căn 2 chia 2. Vậy là chúng ta đã có được cái chiều cao SH. Đây, chiều cao SH. Diện tích đáy cũng có luôn. Kết luận thôi, vậy thể tích của chúng ta sẽ là 1 phần 3 diện tích đáy. Diện tích là 1 chia 2 A bình. Chiều cao. Cứ A bình với A là thành A của 3. Còn số nè, số thì cứ lấy máy tính bấm nếu mà em chưa quen. Còn nếu mà nhẩm thì nó cũng dễ thôi nè, mình thấy cái mẫu nè. 3 với 2 với 2, 3 nhân 4, cái mẫu là 12. Cái tử là căn 2. Đây là thầy chỉ cho những bạn nào mà tính toán tốt, nhẩm được cứ nhẩm, còn bạn nào mà cảm thấy tính không được, không an tâm, lấy máy tính bấm phân số 1/3 nhân 1/2 nhân căn 2 chia 2. Vậy là bài này là thông qua bài này chúng ta sẽ học được, thứ nhất là cách vẽ hình nè, thứ hai cách xác định góc, cách xác định góc khi SH vuông góc, và cái thứ ba là cách tính pH chỗ này. Với kinh nghiệm là nếu mà chúng ta thấy mà chúng ta để trong hình lớn mình tính không nổi thì mình cứ vẽ riêng ra ngoài. Không, mày này có gì thắc mắc không? Cái phong Qua xong cái bài này rồi chúng ta sẽ làm luôn mà 5 câu liên tục nhằm ở cái phần trắc nghiệm của mình. Hôm trước mình đã làm tới câu 35 rồi, mình sẽ qua từ 36 đến 40. Cũng dễ thôi, chứ không có gì đâu. Tập cho em quen, tại vì phần thông hiểu là phần dễ chứ không phải là phần khó. Nhưng mà chúng ta phải đi từ cái dễ, chúng ta phải 100% chắc cái dễ cái đã. Cái dễ chắc thì tới cái phức tạp được. Câu 36 nha, 36 trang 94 ạ. Nó nằm ở cái nội dung là thông hiểu, chúng ta tự tin cái phần này hơn. Đọc đề bài để chúng ta tóm tắt nè. Đầu tiên cái đáy là hình chữ nhật, hình chữ nhật đó. Hình chữ nhật mà biết hai kích thước AB với AD thì hình chữ nhật thì nó có chiều dài với chiều rộng thôi. Thì đó, đó là chiều dài chiều rộng của mình đó. Tiếp theo đọc trong cái đề bài để chúng ta phát hiện được cái gì vuông với đáy, có phải SA vuông hay không,
hay là chốt đều hay là mặt bên buông với đáy, chúng ta phải xác định rõ như vậy á. Nếu mà SA vuông là vẽ SA, còn đây không có, mà ở đây nói là gì, tam giác SAB đều, tam giác SAB đều và vuông góc với đáy. Vậy đây nó rơi vào cái dạng là mặt bên vuông mặt đáy, mặt bên vuông đáy. Ngay lập tức chúng ta phải xác định giao tuyến để chúng ta vẽ hình. Cứ hai mặt vuông với nhau là tìm ngay cái giao tuyến luôn, và giao tuyến rất là khỏe ở chỗ là chúng ta để ý một xíu nè, SAB, SAB vuông với ABC ngay lập tức có giao tuyến. Giao tuyến là cạnh chung á, nhìn vào cái tên là thấy rồi, AB nè. Chúng ta sẽ vẽ hình như sau. Em có thể vẽ tay cũng được, đặt cái tay dần dần cũng không sao đâu. Nói chung là mình tập vẽ tay để cho mình quen mấy cái bài dễ, còn sau này những cái bài mà phức tạp thì mình vẽ thước, còn bài nhỏ nhỏ mình vẽ tay cũng được. Sao giao tuyến là AB Em tổ chức là hạt chữ nhật, hạt chữ nhật. à, sau đây em chỉ nhận. A, B, C, D. Bây giờ mình có giao tuyến rồi, có giao tuyến là tiếp tục tận dụng cái chuyện là tam giác đều, SAB là tam giác đều, tam giác đều thì lấy ngay cái trung điểm để tận dụng cái chuyện là trung tuyến cũng là đường cao. Cứ tam giác đều với tam giác cân nó có chuyện đó, trung tuyến cũng là đường cao. Rồi, tôi đã nói ra. Nhớ nha, SH phải thẳng đứng á. SH thẳng đứng. Bài này nó nhẹ chỗ là nó sẽ không có sử dụng góc. Mình đọc một cái bài toán á, mình thấy nó không có góc là mình biết bài nó đỡ rồi. Đó, vẽ xong ha, vẽ xong thì mình vẫn cứ quay lại hai chuyện thôi. Cứ nhớ tính thể tích là hai chuyện rồi, một là chiều cao, hai là diện tích. Có cái nào tính được thì cứ tính cái đó trước, không nhất thiết là phải tính diện tích trước mà cũng không phải nhất thiết là tính chiều cao trước. Mình coi có cái nào mình tính được trước thì mình tính, đủ dữ kiện tính thì cứ tính thôi. Bây giờ thì có thể tính diện tích, mà muốn tính được á thì trong đầu của chúng ta là phải thuộc hết tất cả các công thức diện tích. Nói về hình chữ nhật là phải thuộc diện tích hình chữ nhật, hình vuông là phải thuộc diện tích hình vuông, mấy cái như vậy là phải thuộc hết. Diện tích hình chữ nhật sẽ bằng cái gì đây, bằng cái gì đây Quyên? Hai Bằng cái gì đây? Diện tích hình chữ nhật diện tích hình chữ nhật bằng dài nhân rộng. đúng, dài nhân rộng xa. Dài nhân rộng ở đây chính là hai cái chúng ta đã có này, AB là 2A nè, AD là A cộng 2. Có cái gì mình cứ ghi cái đó lên, chiều dài 2A, chiều rộng A căn 2, A nhân A là A bình, 2 với nhân căn 2 để lại. Mình ghi làm sao cũng được á, em có thể ghi là 2 căn 2 và A bình để đằng sau, hay là em ghi A bình và 2 căn 2 cũng được, đó đều như nhau cả.
Nhưng mà thường á người ta viết viết á, người ta hay để cái căn nó nằm ở cuối để gì, để cho cái căn này nếu mà chúng ta có lỡ kéo dài ra thì nó cũng không ảnh hưởng cho mấy người khác. Thường cái căn người ta hay ghi cuối vậy thôi, chứ còn em không quen em muốn ghi đâu nữa. Đó là xong cái diện tích đấy. Bây giờ vấn đề kế tiếp là cái chiều cao SH. Chiều cao SH muốn tính mình phải coi nó nằm trong tam giác nào. Mình tự đặt những câu hỏi như nha, cái cạnh đó thuộc tam giác nào và tam giác đó có tính chất gì. Thường thường mình chỉ hay gặp là cạnh nằm trong tam giác vuông hoặc là trong tam giác đều thôi. Mình tự đặt những câu hỏi và mình phải trả lời được, nó dễ lắm, nó có sẵn trong đề bài hết rồi. Nãy giờ chúng ta còn một cái mà chưa có đụng đến, đó chính là tam giác đều SAB. Mà SH nó chính là đường cao tam giác đều. Đường cao tam giác đều bây giờ không thuộc thì phải lật lại trang 85 trong sách đó, có lý thuyết đường cao tam giác đều. Nhắc đến tam giác đều là phải thuộc diện tích tam giác đều nè, phải thuộc chiều cao tam giác đều. Thì khi vậy nó mới có cái phản xạ chúng ta mới làm việc được. Thì chiều cao tam giác đều cho nên nhớ nó sẽ là gì đây anh Hào? Nào ha, cái này là buộc phải học nha, cạnh căn 3 chia 2. Nhưng mà cạnh á nhiều khi học sinh hay thắc mắc là giờ không biết lấy cạnh nào, giờ mình có hai cạnh rồi thì hiển nhiên là mình phải lấy cái cạnh mà liên quan đến cái tam giác rồi. Tam giác SAB thì phải lấy cạnh AB chứ không có lấy cạnh AD. Đó, mình ráp vào AA. Hai trên hai dưới triệt tiêu. Cuối cùng V 1 phần 3 diện tích chiều cao A với A bình là A mũ 3, này sẽ là hai căn 6 chia 3. Thường thường người ta hay ghi thế này nè, ta ghi tách ra là hai A mũ 3, cái căn người ta để cuối. Thông thường mấy cái đáp án người ta hay ghi vậy đó, căn người ta luôn luôn để cuối. Vậy là thông qua bài này mình chỉ cần nhớ hai chuyện thôi, một là cách vẽ hình, hai là đường cao tam giác đều. Còn diện tích hình chữ nhật thì chắc cũng khá là quen, nhưng mà mấy bài này cũng dễ nên mà thầy đi cũng chậm á, chứ không có đi nhanh, nhưng tương đối chậm. Chúng ta tiếp luôn nhé, tiếp luôn 37 37 38 cho 40 luôn. Từ khi mà thầy sắp xếp bài tập là thầy sắp hai bài như thế này nó sát nhau luôn để cho các em tự vận dụng được. Có là làm được câu 36 thì nhảy xuống 37, mình phải thấy là 37 nó y chang 36 về mặt hình thức, có nghĩa là cũng là hình chữ nhật, cũng là SAB vuông với đáy, chỉ có thay đổi số liệu một tí thôi, là AB là A và BC là 2A. Cùng một mô hình thay đổi dữ kiện tí thôi. Đó, cho anh em chuẩn bị trong 2 phút hai phút và nghe đến 7:52.
Thường dạy riêng lẻ từng dạng hình các em làm được, nhưng mà đến cái lúc mà ôn tập hoặc là thi kiểm tra này nọ, người ta đưa tổng hợp thì em lại hay bị bối rối, lại không biết vẽ làm sao. Đó, mình phải nhớ chớp, nhắc đến chớp mình có ba kiểu hình, một kiểu SA vuông góc, ba kiểu hình thường gặp thôi nha, SA vuông góc nè, kiểu SO vuông góc là chớp đều, và kiểu SH vuông góc là mặt bên vuông mặt đấy. Thật sự là cái hình này nó y chang hình bài trên, chả khác gì hết, và cũng cũng nên vẽ lại để cho quen cách vẽ. À, đây cũng là hình chữ nhật. Bây giờ cái vuông góc với đáy là mặt bên vuông góc với mặt đáy. Ngay lập tức phải truy cho ra giao tuyến. Giao tuyến là đâu? Ví dụ như ở đây nhìn vào là thấy là SAB, SAB với đáy thì giao tuyến là AB. Nhưng có bài người ta lại cho là SBC, không chừng SBC, cái đó mình phải lấy giao tuyến là BC. Nên là đọc cho kỹ, đừng để quán tính nó điều khiển mình. Có thể khi mình học á, người ta cho SAB vuông góc, nhưng mà đến lúc kiểm tra hay là mình vào đề thi chính thức của bộ này nọ thì người ta có thể đổi thành SAD vuông góc, chứ không phải lúc nào cũng là SAB đâu nha. Mình phải bình tĩnh đọc kỹ đề bài, lấy trung điểm H từ đây dựng đứng lên. Là chữ này đang tập vẽ cho em nhớ cái hình thôi, rất là nhanh thôi, xong hết rồi đó. Hình chữ nhật ở đây người ta cho độ dài AB là A nè, BC là 2A nè. Rồi diện tích hình chữ nhật, diện tích hình chữ nhật là dài nhân rộng, dài nhân rộng A nhân 2A là 2A bình. Chiều cao bây giờ là vẫn là SH, vẫn là tam giác đều. Tam giác đều vậy cạnh căn 3 chia 2. Nhưng mà lấy cái cạnh nào đây? Đó. Ta phải để ý là nó nằm trong tam giác nào, trong tam giác SAB. Trong SAB thì phải lấy AB. Đó, cứ đúng suy nghĩ vậy thôi, đừng có lấy cái anh BC. Rồi hãy tích 1 phần 3 diện tích ở trên nè, diện tích này bê xuống nè, nhân chiều cao nè. Mà nào nhẩm được thì tốt, còn không nhẩm được thì cứ làm giống như thầy làm như sao. 1 phần 3 nhân 2 nhân, đi thi chúng ta phải đề cao cái sự gọi là an toàn. Nói chứ đôi khi nhẩm có lúc nào đó mình sai trong vô thức đó. Cái sai trong vô thức là cái sai mà mình không nhận ra được, rất khó nhận ra cái sai đó. Nên là thôi đó, nếu mà đi thi đó, thì chúng ta an toàn 100% thì mình lấy máy tính mình bấm lại, mình dò lại cho nó chắc luôn. Tại vấn đề là chúng ta phải làm cho đúng, đi thi nó khó ngay là phải đúng, chứ không phải là biết làm rồi mà tính nó sai nữa, rất là tiếc. À, xong tám giờ đang làm từ từ chậm rãi á. 8
38 bây giờ cái đấy là chỉ là tam giác cân thôi. Vậy là tam giác cân là mình phải nhớ lại nha. Tam giác cân là các công thức tính diện tích của tam giác vuông là không được xài nè, tam giác đều cũng không được xài nè. Đó, mình phải bình tĩnh như vậy á. Chứ mình không được sử dụng công thức một cách lung tung. Tam giác cân là không được sử dụng những cái liên quan tới vuông, những cái liên quan tới đều. Rồi bắt đầu vẽ thôi, tam giác cân. Lát thì phải vẽ giống nãy. Vẽ thước cũng được, vẽ tay cũng được, sao? Bây giờ mình cũng phải xác định đâu là vuông góc với mặt đấy. Thì nãy giờ vẫn là quen thuộc là SAB, SAB đều vuông ở đấy. Vẫn là SAB đều và vuông ở đấy nha. Vậy thì ngay lập tức giao tuyến vẫn là AB. Đối với bài này thì giao tuyến vẫn là AB. Nhưng mà đừng có bị quán tính nó kéo mình đi nha. Có lúc người ta cho SAC vuông góc, có lúc người ta cho SBC đó. Để lấy trung điểm H. Vẫn là trung điểm H. AB dựng thẳng đứng lên. SH vuông góc. Rồi đề cho gì thì cứ kê đó vào nè. Có AB là 2A nè. Cái tam giác này nè, mình phải đọc kỹ nè, tam giác này nè. AB AC là 2A, cái góc BAC 120. AB 2A. AC cũng 2A. Cái góc ở bên dưới này nha, cái góc này là cái góc của cái tam giác đó. Cái góc của tam giác 120 độ. AB AC với cái góc nó liên quan đến tam giác bên dưới. Vậy giờ chúng ta phải đi tìm cái công thức nào mà tính diện tích tam giác mà liên quan tới hai cạnh một góc. Cái công thức diện tích nào mà liên quan tới hai cạnh một góc của tam giác á. Thì nếu mà mình thuộc bài thì mình phản xạ nó lẹ. Mình biết mình Một định phần hướng. hai bên C. Đúng rồi, chính xác. Anh nằm ở trang 86, trang 86. Nếu như mà tam giác chúng ta biết hai cạnh kèm theo cái góc xen giữa thì chúng ta sẽ dùng 1 phần 2 tức hai cạnh nhân cho sin của cái góc xen giữa hai cái cạnh đó. Vậy là với dữ kiện này thì chúng ta dùng công thức này, nhưng mà em phải tỉnh táo, em phải thuộc công thức liên quan đến nó. Nó có vòng vòng mấy cái diện tích này, nên chúng ta ráng nhớ. Nó không có nhiều cái lòng vòng gì đó. Họ ráp vào tính rồi em. Bằng 1 phần 2 AB ta cho 2A nè. AC 2A nè. Máy tính để độ nha. Bắt đầu 1 phần 2. 1 phần 2. Nhân 2A. Nhân 2A. Nhân sin 120 độ. Đó. Được căn 3. Số là căn 3. Nhưng mà diện tích thì mình thấy nè. Có A với có A. Có A với có A. Thì là A bình phương. Làm bài thì từ mình sẽ để ý được diện tích lúc nào nó cũng kèm với A bình. Cạnh thì có chữ A, diện tích thì có A bình, mà thể tích thì có A mũ 3. Cứ nhớ vậy, nó cứ lòng vòng đó. Vậy cái chiều cao vẫn là SH. Lại là tam giác đều, lại là tam giác đều. Lại tiếp tục chiều cao tam giác đều, cạnh. Làm sao mình phải thuộc cái này nha. Lý do tam giác đều mới có.
Vẫn 2B là 2A. 2 trên 2 dưới triệt tiêu, 2 trên 2 dưới triệt tiêu, còn A căn 3. Rồi, bài tập V. 1 phần 3 diện tích nhân chiều cao SH. Diện tích chiều cao A bình với A là A mũ 3. Còn số em cứ lấy máy tính em bấm 1 phần 3 nhân căn 3 nhân căn 3. Lấy máy bấm nó là 1. Đó, xong. Vậy là bài này mình phải thuộc lại cái cách tính diện tích tam giác khi biết hai cạnh với một góc xen giữa. Diện tích tam giác thì biết hai cạnh cộng một góc xen giữa. Đấy, cái này em chưa chịu khó em coi lại nó, nhưng mà mình học á mà mình không có coi lại á, thì mình không có nhớ lâu. Mà hình học mà mình phải chịu khó hơn. Cái gì mà mình thấy mà mình chưa ổn á, mình phải bỏ thời gian nhiều hơn, mình phải quyết tâm vượt qua đó, chứ mình không có trốn tránh được. Có thể những cái lớp nhất nhỏ mình có thể không biết, có thể bỏ mạnh dạn bỏ, nhưng mà lên 12 rồi chúng ta bỏ thì chúng ta sẽ mất cơ hội. Cuộc đua nó dành cho tất cả mọi người, khó mình cũng khó người ta. Người ta ráng người ta vượt qua được, còn mình không ráng thì mình tự đánh mất cơ hội của mình thôi. Cơ hội là như nhau, cứ bày ra sẵn vậy, ai chịu chạy lên lấy. Ba chín, ba chín giờ đến giờ này là các em có thể tự lo được đó. Thầy cũng không cần phải hỗ trợ cô 39 này đâu, vì 39 này chỉ thay cái hình chữ nhật bằng cái hình vuông, và chỉ cần nhớ diện tích tam xin lỗi diện tích hình vuông là đã xong rồi. Ta tự làm con này nha, tự làm đến 8 giờ 6 phút đi. Diện tích hình vuông tính sao nhớ không? Đúng rồi, cạnh bình phương. Mình cứ cái thao tác của mình là quên và tìm. Cứ quên thì đi tìm. Tìm mình từ từ rồi nhớ là, nhưng mà mình phải bỏ công ra mình tìm, chứ mình đừng có đi hỏi, hoặc là mình đừng có bối rối. Có nghĩa là mình đang đang đọc một cái đề bài đó mà mình không biết định hướng ở đâu, thì cứ bình tĩnh lại, hít thở lại, đọc kỹ đáy là cái gì, rồi anh nào vuông với đáy, SA thì vẽ SA, mà mặt vuông thì lại vẽ SH. Nó có vẻ phát họa nhanh là BCD. SAB, vẫn SAB là vẫn là H. Nhưng mà đừng có để quán tính nha. Có thể vào thi cử này nọ người ta lại đổi thành cái khác rồi mình phải vẽ cho nó đúng. Rồi, diện tích hình vuông. Diện tích hình vuông là cạnh bình phương. SH vẫn là chiều cao tam giác đều, vẫn chiều cao tam giác đều, cạnh căn 3 chia 2. Thể tích 1 phần 3 diện tích đáy nhân chiều cao. Đó, em thuộc là em sẽ làm cực kỳ lẹ. Để các bạn nào mà thuộc chỉ làm một vòng thôi cũng được đó.
nếu mà em thuộc là em chỉ ghi một dòng một thôi đó, 1/3 diện tích chiều cao. Nếu mà chúng ta thuộc rồi chúng ta sẽ chỉ cần ghi đúng như vậy thôi. Còn thầy hay tách ra, hay tách là thầy ghi là diện tích với chiều cao, thầy hay tách riêng ra để cho nó thành một cái thói quen cho em, là cứ đụng tới thể tích là cứ đi tìm diện tích, đi tìm chiều cao. Bài dễ nó sắp ra sẵn hết, ráp lại. Còn bài hơi phức tạp thì mình phải dùng Pythagore, phải dùng sin, dùng cos gì đó. Nhưng mà những bài như thế này là mình có thể ghi thẳng một dòng luôn, nếu mà ai đó là thuộc hết tất cả các công thức rồi. Rồi, qua 40 luôn. Nhanh thôi. Này để chúng ta qua cái lăng trụ. Thế này đã đi chậm đó nha, nên phải ráng đi theo. Là cho cái chớp SABC. Chúng ta chỉ cần tập trung vào coi cái diện tích này tính như thế nào. Mà muốn biết nó tính như thế nào thì mình phải coi được nó là tam giác gì. Vuông thì dùng công thức tam giác vuông, và đều thì dùng công thức tam giác đều. Đó, vẽ thử em vẽ xíu xíu cái là xong rồi. Thầy đang cho các em quen dần với những cái dạng này nên là bài tập thầy vẫn chưa cho phức tạp đâu. Khi mà đến ôn tập đó, thầy bắt đầu cho phức tạp hơn, nó phải có kết hợp góc này nọ nữa. Tam giác này vuông, diện tích tam giác vuông thì mình phải xác định là vuông ở đâu. Vuông ở A thì là 1/2 AB, AC, lấy cái A làm mốc nè. Đó. Vuông ở A là cứ lấy AB, AC, mà vuông ở B thì mình lại lấy BA, BC. 1/2 là A nè, 2A. 2 trên 2 dưới triệt tiêu nè. A nhân A được A bình. Chiều cao SH vẫn là tam giác đều. Vẫn tam giác đều. Diện tích tam giác đều thì vẫn là cạnh, xin lỗi, chiều cao tam giác đều vẫn là cạnh. Không, cạnh căn 3 chia 2 thì cạnh đôi khi mình làm xong mình không để ý, hoặc là mình làm theo kiểu mình không biết lấy cạnh nào. Thì phải nhấn mạnh là đang trong tam giác SAB thì lấy AB, đừng có lấy AC. Những cái nhỏ nhỏ như vậy thì nhắc em để cho sau này em đi thi em không có vội vàng. Đó, có diện tích có này V 1/3 diện tích chiều cao. À, nãy giờ chúng ta sử dụng rất là nhiều lần cái chuyện là chiều cao tam giác đều, cạnh căn 3 chia 2. Cứ lặp đi lặp lại mấy lần luôn rồi.
Vậy là chốt lại là chúng ta có ba cái dạng hình chớp thường gặp nha, thầy nói thường gặp. Đó là hình chớp có cạnh SA vuông góc, hình chớp đều SO vuông góc và hình chớp có mặt bên vuông góc. Giờ chúng ta sẽ qua cái hình thứ hai không còn liên quan tới chớp nữa mà gọi là lăng trụ, khối lăng trụ. Em ta phân biệt giữa lăng trụ với chớp thôi. Đây với thì lấy phần mềm này vẽ cho em xem với lăng trụ nó là cái gì. Mô hình không gian này. Đây, đây gọi là hình chớp. Vậy hình chớp nó có một cái quan trọng là nó sẽ có một cái đỉnh ở trên, một cái đỉnh, một cái đáy, đó gọi là hình chớp, thấy không? Chúng ta đã tìm hiểu chớp rồi ấy, bây giờ chúng ta sẽ đến lăng trụ rồi. Chúng ta coi lăng trụ một chút. Này, chị vẽ cho em nghĩ đó, cái này gọi là lăng trụ. Lăng trụ thì nó sẽ có hai cái đáy và lăng trụ như thế này, hay đang vẽ như thế này, ta gọi là lăng trụ xiên. Nó bị nghiêng qua một bên này, em thấy không? Nó bị nghiêng. Đây là lăng trụ xiên. Trong tất cả các lăng trụ thì lăng trụ xiên là lăng trụ phức tạp và rắc rối nhất. Đây là lăng trụ xiên. Rồi có một cái loại lăng trụ nữa là lăng trụ đứng, thì các bạn lăng trụ đứng nha, xem xiên là nó hơi nghiêng nghiêng như vậy nha, giờ lăng trụ đứng này. Bé đây vẽ cái hình hộp không cho em đi. Đây, đây là lăng trụ đứng. À, lăng trụ đứng nó có cái tính chất là các cạnh bên nó vuông góc. Thì khi đó lăng trụ đứng thì ở đây mình có hai cái đáy, đáy trên, đáy dưới, đáy trên, đáy dưới bằng nhau. Đáy trên, đáy dưới bằng nhau. Và các cạnh bên đều gọi là chiều cao hết. Đó là chiều cao. Bốn cạnh bên này đều là chiều cao. Về cái công thức thể tích của bên lăng trụ á, nhớ kỹ là lăng trụ nó sẽ bỏ 1 phần 3 đi, nó chỉ có diện tích đáy nhân chiều cao thôi. Và là lăng trụ của chúng ta, thể tích có lăng trụ, thể tích có lăng trụ bằng diện tích đáy nhân chiều cao, không có 1 phần 3 nha. Chúng ta sẽ làm việc với lăng trụ dễ nhất, đó là lăng trụ đứng. Chúng ta xuống ví dụ luôn, trang 95, lăng trụ đứng. Lăng trụ đứng thì tùy vào cái đáy, ví dụ như cái đáy là tam giác thì người ta cho lăng trụ đứng tam giác, nếu cái đáy là hình vuông thì người ta cho lăng trụ đứng tứ giác gì đó. Thì giờ chúng ta sẽ làm về lăng trụ đứng tam giác trước. Lăng trụ đứng tam giác thì lý thuyết thì thầy có ghi ở đây nè, thường mà nói về tam giác đều á, tam giác đều thì diện tích này kia có hết trong đây, trong lý thuyết này. Giờ chúng ta làm trực tiếp luôn ha, làm trực tiếp ví dụ trang 96 luôn. Nói tới đâu cái này em làm trực tiếp vào trong sách luôn đi, mấy ví dụ này làm trực tiếp vào sách. Để nó nhẹ thôi, em cho vào sách, thầy cũng chừa chỗ trong sách cho em làm. Trang 96 nha, cho hình lăng trụ đứng có cạnh, xin lỗi, có đáy là tam giác đều cạnh A, đáy là tam giác đều cạnh A, hai cái đáy, đáy trên đáy dưới bằng nhau, chu vi của mặt bên
mặt bên là cái mặt này nè, đây đỏ ghi tên rất là rõ nha, chu vi của mặt này, chu vi của cái mặt nó bằng 6A và yêu cầu tính thể tích khối lăn trụ này. Lăn trụ đứng là dễ, cứ xác định lăn trụ đứng. Lăn trụ đứng thì chiều cao anh nào cũng là chiều cao, AA phẩy, BB phẩy, CC phẩy đều là chiều cao hết. Em dùng luôn cái hình này để đỡ mất công khỏi vẽ lại, thì chúng ta sẽ có nè, lăn trụ đứng nha, tam giác đều, vậy diện ngay lập tức thì mình tính diện tích tam giác đều liền, thì nó cũng vẫn có lòng vòng là gì, diện tích đáy với chiều cao hai thứ thôi. Diện tích tam giác đều trang 85, cạnh bình căn 3 chia 4. Cạnh ở đây là A, vậy là diện tích ngay lập tức xong. Vấn đề của chúng ta bây giờ là cái gì, cái chiều cao chưa có à, mình cứ suy nghĩ diện tích xong rồi, bây giờ đến chiều cao mà còn một cái dữ kiện người ta cho là chắc chắn nó sẽ liên quan tới chiều cao thôi, chu vi của mặt bên. Đôi khi nó có một cái ám ảnh nhỏ nhỏ liên quan tới hình, nên khi mà em đụng cái chữ chu vi cái tự nhiên não em nó bị tê lại, nó không có xử lý được số liệu liên quan tới chu vi. Chứ thật sự chu vi, mấy cái chu vi này em học từ cấp 2, 1 gì rồi, ví dụ như chu vi hình vuông, chu vi hình chữ nhật biết hết. Thì mình phải để ý A, B, C, A, B, B phẩy, A phẩy này, mặt bên nó là hình chữ nhật, để chu vi hình chữ nhật, chu vi hình chữ nhật tính làm sao nè, quyền chu vi hình chữ nhật tính sao quyền, ra này chu vi hình chắc là cạnh nhân cao, cạnh cộng cao nhân hai thầy. đúng rồi, chính xác, hay còn gọi là dài cộng rộng nhân hai đó. Hỏi để cho nhớ bài thôi chứ không gì. Đây là A ha, A B là A thì A phẩy B phẩy ở trên này cũng sẽ là A, tại vì cạnh đáy ở trên dưới nó bằng nhau. Còn A phẩy này tạm thời chúng ta đặt chiều cao này là H đi, tạm thời đặt như vậy để cho dễ ghi thôi. Thì chu vi là chu vi hình chữ nhật nha, dài cộng rộng hay còn gọi là cạnh cộng chiều cao ở đây của bạn đó, nhân 2. Chu vi á, để cho chu vi là bằng 6A, rồi thu gọn thôi, đừng nhân phân phối nha. Ở đây mình thu gọn bằng cách là A cộng H chia 2 qua 6A chia 2 là 3A. Đang cần chiều cao H, chuyển với 3A trừ A, 3A mà trừ cho 1A là còn 2A. Giống như có 5 3 viên kẹo mà trừ cho 1 viên kẹo thì còn 2 viên vậy đó. A này giống như đơn vị, mình phải tạm hiểu vậy được. 3A trừ A bằng 2A. Vậy là xong chiều cao rồi đó. Chiều cao có, diện tích đáy có, thể tích V bằng, đừng có 1/3 nha. Người ta yêu cầu mình tính V lăn trụ, V lăn trụ là diện tích đáy nhân chiều Này thầy cao có thôi. đang ghi gì không vậy thầy? Đó, vẫn đang ghi. Em bên em không có hiện thầy không? Để chia sẻ. Các bạn khác có bị vậy không? Không hả? Để tôi để chia sẻ. Thấy chưa? Thấy màn hình chưa? Dạ rồi thầy. Vậy chúng ta chỉ cần thêm cái chiều cao là mình sẽ chiều cao rồi.
Tới đây tự ráp vào nha, tự ráp vào có đáp số luôn. Cái bài này có để đáp số cho em dò. Lấy chiều cao nhân diện tích đáy. Thể tích lăng trụ thì không có 1/3. Đó thì ráp vào một cái là xong. Nè, diện tích nè, A bình căn 3 chia 4 nhân 2A. Lấy máy tính bấm là sẽ thấy kết quả đó. À, bài đầu tiên nó chỉ có lấn cấn cái chỗ là chu vi thôi. Chu vi hình hình vuông là cạnh nhân 4, mà chu vi hình chữ nhật là dài cộng lòng nhân 2 đó. Ta qua ví dụ 2. Từ từ cái bài tập của thầy nó sẽ tăng dần lên. Là dần dần nó phải xuất hiện gốc thôi. Cái từ từ mình làm là mình chú ý được. Ví dụ 2. Đọc kỹ đề ví dụ 2 nha. Mình phải đọc đề bài. Coi coi cái đấy là cái gì. Nói chung là hình nó có sẵn trong đề hết rồi, mình chịu khó mình gạch những cái từ quan trọng đó, ví dụ như tam giác vuông nè, thấy không, vuông rồi cân, người ta diễn tả trong đề hết rồi, mình chỉ có đọc kỹ thôi. Đọc xong vẽ xong cái hình rồi đó, bắt đầu mình ký hiệu liền luôn. Vuông này, vuông vuông ở A nè, cân là hai anh này bằng nhau nè. Đôi khi mình hay quên cái cân lắm, quên cái cân cái là mình mất một dữ kiện của AC, là biết AB là 3A nè, thì ngay lập tức AC mình cũng 3A luôn, cân mà. Còn cái góc gì đó thì cứ từ từ đi, giờ xử lý trước cái diện tích nè. Cái góc này để tí tính sao, giờ diện tích đi. Giờ dùng diện tích gì để tính đây? Đó thì mình phải tỉnh táo vào, mình đừng có dùng tam giác cân, cũng không được dùng tam giác đều đây, mà phải dùng tam giác vuông. Vuông tại A. Diện tích tam giác vuông 1/2 tích hai cạnh góc vuông, vuông ở A là AB AC. Đừng có lấy cạnh bình căn 3 chia 4 nha, cạnh bình căn 3 chia 4 là của tam giác đều á. Rồi chúng ta ráp vào thôi. AB 3A. AC cũng 3A. Nếu mà mình quên cái cân cái là ngay lập tức mình bí cái AC liền. A với 3A là 9, 9/2. A với A là A bình phương. Ở diện tích xong lại quay về vấn đề cũ là chiều cao, cứ hết diện tích thì tới chiều cao, hết diện tích thì tới chiều cao. Bây giờ chiều cao là chắc chắn là phải đụng tới cái góc rồi, người ta cho là phải đụng rồi. A phẩy B, A phẩy B với đáy rồi, nói A phẩy B lại thôi, kiếm mà gì nổi xíu là A phẩy B. Không, A phẩy B với đáy.
A phẩy B, đấy chính là ABC. Có bạn nào thấy đó là góc gì không? A phải với B A. Đúng rồi, chính xác. Đó. Điểm chung vẫn là B. Điểm chung vẫn là B thì cái góc nó sẽ ngay B thôi, nghĩa là A phẩy B xong rồi đến cái điểm gì đó nữa. Bây giờ mình chỉ có A phẩy B A hoặc A phẩy B C thôi. Nhưng mà chiều cao đang là A phẩy nên mình phải ráp vào A phẩy B A. A phẩy xong đến B xong nối vào A nha. Có vẻ cái chiều mũi tên thì lúc này thấy có vẻ đánh như cái chiều mũi tên cũng khá là hay. Mình ghi như vậy để cho bạn nhớ cái cách để mình dựng A phẩy xuống B xong rồi. Thì góc này người ta cho là góc có góc là mình ký hiệu liền luôn, 30 độ. Có góc là ký hiệu liền luôn để mình xác định được cạnh đối, cạnh kề này nọ. Ba mươi độ ha, rồi tan tan bằng đối chia kề, đối diện là A phẩy, kề là kế bên. A phẩy chính là chiều cao, AB đang chia đẩy qua đây thành nhân 3A nhân tan 30. Rồi lấy máy tính ra bấm 3 nhân tan 30. 3 nhân tan 30 được căn 3. Và thêm chữ A thôi. Cạnh thì lúc nào mình cũng để chữ A vào. Rồi vậy là tới đây là xong rồi nè. Đây là xong rồi. Nhưng mà bài này dễ bị lừa. Nếu mà chúng ta đọc đề không kỹ là chúng ta sẽ làm không đúng đáp án. Đọc kỹ là coi đề bài yêu cầu tính thể tích gì. Thể tích gì Khang? Khang còn đó không? Thảo Anh, mình đánh diện tích thể tích gì đây Thảo Anh? Alo. Tôi nói thì nghe nè. À, thế nãy nhân cao hả? Em thấy chân cao là thể tích của cái gì? Thể tích của lăng trụ này. Ừ, nhưng mà bài này đề có hỏi thể tích lăng trụ không? Thấy không? À, nên là chúng Để ta phải đáp. đọc kỹ. Lâu lâu ở khi người ta lại hay cho kiểu đó đó, có nghĩa là người ta coi coi học sinh có đọc kỹ đề không, cho lăn trụ đã đời đời đất vậy, làm quá trời đất, nhưng mà cuối cùng lại hỏi là ok hỏi thể tích coi chớp đó. Một ba Đúng rồi, ít tại sao đúng rồi, chính xác. Nên nhớ là phải đọc kỹ đề bài. Tại vì đây là chớp nha, chớp nên có 1 phần 3. Còn nếu mà hỏi lăn trụ thì khỏi 1 phần 3. Nói với đề bài đôi khi người ta cho như vậy á. Hiếm thôi chứ không phải là thường xuyên cho đâu. Nhưng mà chúng ta ý khi mà cho em làm bài này để cho em phải bình tĩnh và phải cẩn thận tuyệt đó. A phải là chiều cao đó. Diện tích rồi lấy máy tính bấm này nọ thì chúng ta sẽ được là đáp án giống y chang đáp án 3 căn 3 phần 2 a mũ 3.
nên là phải bình tĩnh đọc kỹ đề bài. Điều ba nha. Ví dụ ba cũng cho lăn cũng đứng tam giác. Bây giờ cũng vẫn là tam giác vuông, vẫn là tam giác vuông. Đọc tới đâu mình ký hiệu tới đó luôn. Tam giác vuông này biết AB là một A nè, biết AC là A căn 3 nè. Vậy thật sự là đọc tới đó là đọc xong, ký hiệu xong là chúng ta biết được diện tích của cái đấy rồi đó. Không, có vuông ở A mà AB có mà AC cũng có, vậy là khỏi cần đọc cái gì nhiều nữa, chúng ta cứ nhảy vào tính được diện tích ABC liền luôn. 1 phần 2 tích hai cạnh góc vuông AB AC. 1 phần 2 A A căn 3. Rồi, xong diện tích rồi, giờ cái vấn đề chúng ta cần phải xử lý đó là cái góc này. Đó. Dựng được cái góc này thì mới làm tiếp được. Chúng ta vẽ hai cái mặt phẳng. Cái mặt đáy ABC bên dưới với cái mặt nó hơi nghiêng nghiêng này nè, hơi nghiêng nghiêng. Màu xanh, cái mặt màu xanh này nha. Đó, cái mặt màu xanh này với cái đáy bên dưới. Tô nhiệt quá thì nó về chút con vậy đây. Cái mặt đáy nằm bên dưới, cái mặt A phẩy B C nó nằm nghiêng. Bây giờ mình phải thuộc phương pháp, chứ mà không thuộc phương pháp là mình cũng rất là khó khăn. Bây giờ góc của hai mặt phẳng thì phải xác định cái gì trước? Cạnh chung. Đúng rồi, góc hai mặt phẳng cạnh chung thì ghi hai mặt ra trước đi, cạnh chung. Nhìn vào cái tên là chúng ta thấy được cạnh chung liền đó. Cái tên nói lên được cạnh chung ngay lập tức, cạnh chung là BC. BC nè, có cái mặt đáy nó dễ lắm, có mặt đáy em khỏe lắm. Chừng nào mà hai mặt bên nó mới mệt. Bây giờ một cái nghiêng một cái đáy, một cái nghiêng một cái đáy thì phương pháp á em làm nhiều lần nên nhớ lấy từ chân vuông góc, cứ nhớ chân vuông góc, sau đó nối chân vuông góc, nghĩa là cái vị trí điểm A người ta gọi là chân vuông góc. Chân vuông góc này quan trọng lắm, anh này gọi là chân vuông góc nè. Từ cái điểm A chân vuông góc này chúng ta kẻ ra BC, kẻ mà đây là kẻ vuông góc nha, từ A này kẻ vuông góc ra BC. Xong mình làm gì tiếp? Từ cái điểm H đó làm gì tiếp nè?
A phẩy nói lên đỉnh. Rồi, nói lên cái đỉnh A phẩy. Rồi, nói lên cái đỉnh A phẩy. Kẻ vuông góc ra, nói đỉnh A phẩy, có nghĩa là A phẩy. Vì chúng ta có cái góc góc ngay tại vị trí của H á. Góc này nè. Nhiêu độ 45. A phẩy H A. Sao nó cũng làm này, cái góc này là A phẩy A, không có liên quan gì cái tam giác ABC dưới nha. Cái góc nó nằm hơi nghiêng nghiêng một chút. Bây giờ chúng ta sẽ dùng tan, nó có suy nghĩ là tan tan của 45 thì bằng cạnh nào chia cho cạnh nào đây. Cạnh nào chia cho cạnh nào đây, xíu kiếm hai gọi Lê Hân. Tan mày sẽ bằng nào chia nào hơn? Dạ bằng lối chia kề. Vậy cụ thể là cạnh nào chia cạnh nào luôn, đối diện của 45 này là cạnh nào? Thầy là A phải A Đúng rồi, chia cho A. chính xác, tốt rồi, cảm ơn. Từ đây mình sẽ tính được A phải A là bằng AH nhân cho tan 45. Rồi giờ tự nhiên nó là xuất hiện thêm cái anh AH, vậy là phải đi tính AH. Vậy mà chỉ cần thêm AH nữa là mình có cái chiều cao. Rồi là cái rắc rối nó lại phát sinh ở chỗ AH. Vậy AH nó nằm trong tam giác ABC. Mình không thể nào được, không thể nào dùng cái kiểu mà giống như nãy là gì đó cạnh căn 3 chia 2 là không được. Tại vì cái đáy bây giờ không phải tam giác đều. Cái đáy là tam giác vuông. Đó mình phải coi nè, đầu tiên là AH nó nằm ở đâu, nó nằm trong tam giác vuông. Nếu mà nhìn vào bên đây nè không thấy thì cũng giống như lúc đầu thầy nói, vẽ riêng cái tam giác vuông này ra, vẽ riêng cái tam giác vuông ABC ra, vuông ở A. AH hồi nãy mình dựng AH vuông góc, dựng AH vuông góc vào BC nè, ngay góc này nè đó, vẽ riêng ra để tìm cách tính AH. Vậy ở đây cách tính AH là cách nào? Thì là một phần hát bình rồi. Đúng rồi, một phần AH bình. Nếu chúng ta thuộc chúng ta phản xạ được rất là nhanh, còn nếu mà chưa thuộc thì lật trang 85 coi. Một chia AH bình bằng bằng gì đây, Quyên phải cho nhớ bài nhỉ, Đó hả? bạn Bằng 1 phần AB bình cộng 1 phần AC bình. tốt rồi. Hỏi cho nhớ công thức, cái nhớ công thức là cái rất rất là quan trọng. Chúng ta sẽ có nè, AB là A, AC là A căn 3. Tụi em quen thì tụi em lấy máy tính, quen thì chúng ta, còn không quen thì lấy máy tính bấm. 1 chia 1 bình chữ A xem như là số 1 thôi, được 4 phần 3.
Ở đây nhiều học sinh là hay thắc mắc là không biết giờ A bình nó nằm đâu. Nếu mà tự luận thì mình sẽ kỹ, còn nếu mà trắc nghiệm thì thôi lỡ cũng không sao, nhưng mà bây giờ mình hiểu kỹ A bình đang nằm ở mẫu này, thấy không? A bình bên vế này nó đang nằm mẫu này, thì qua đây nó cũng nằm mẫu. Đó, có nằm ở mẫu xong, bây giờ muốn tính AH là chúng ta phải nghịch đảo, tại vì mình đang có một chia AH bình. Nghịch đảo là đảo ngược lại, ngược nó lại, mẫu nhảy lên tử, mẫu nhảy lên tử, cái này là nghịch đảo đó nha. Nghịch đảo là 3A bình chia 4, sau đó lấy căn, căn của 3 phần 4. Đấy. Nói chung mấy cái này á, thì giáo viên người ta làm nhiều năm thì người ta biết, cái người ta ghi liền luôn, còn mình á, mình chưa quen cái lấy máy người ta. Còn người làm bài tập nhiều hoặc là giáo viên, người ta chỉ có thể nhìn cái người ta ghi được liền, mình chưa được thì mình cứ lấy máy tính người ta. Rồi có AH, có AH thì lấy cái AH đó ráp lại cái chỗ này nè, đáp vô đây, đáp vô AH vừa mới tính nhân tan 45, tan 45 bấm máy tính là thấy nó được một á, bấm máy sẽ thấy nha. Đây, vậy A phải là chiều cao nè, có chiều cao nè, có diện tích ở đây nè, chiều cao vừa mới tính được A căn 3 chia 2, diện tích cũng đây, rồi ráp lại phải tích. Ở đây bây giờ người ta hỏi thể tích lăng trụ thì diện tích đáy nhân chiều cao, lấy diện tích đáy nhân cho cái chiều cao mình vừa mới tính được nè.